Xin chào quý khách hàng. Hôm nay tôi lại giới thiệu cho quý khách hàng về cái hệ phụ kiện dùng cho hệ treo. Đó là những cái sản phẩm như là kẹp SKI, thanh chống đa năng, ống ruột gà lõi thép, luồng dây điện. Chúng ta sẽ kết nối và liên kết với nhau thành một bộ hệ thống hoàn chỉnh để lắp đặt cho các hệ thống công nghiệp mà các bạn mong muốn để dùng thi công. Đây là những cái sản phẩm mà tôi đang muốn nhắc tới, đó là cái kẹp SKI. Đây là kẹp SKI loại to nha các bạn, phi 76, để lắp đặt đi chung với cái thanh Unijet đột lỗ như thế này. Phần lỗ bên dưới thì các bạn có thể kết nối với tia ren, bắt với những cái bìa đệm để cố định và sẽ cho nó không có dịch chuyển, để treo lên hệ treo để gắn lên trên cao ha. Còn đây là cái kẹp SKI D60, tương đương với đường kính ống là 2 inch. Đây là cái ống ruột gà loại thép bọc nhựa loại dày màu xám, chống thấm dầu và nước. Thông thường thì cái ống này thì các bạn có thể đi trong cái những nhà máy sản xuất để lắp đặt cho những cái hệ thống điện như là thiết bị động cơ, những cái khu vực các bạn có thể sợ nó rung lắc di chuyển, hay là những cái nơi mà có thể là nó có khả năng là tiếp xúc với bề mặt bên ngoài nó ảnh hưởng nhiều, có thể là tác động mạnh hay là dầu bụi gì đó, thì cái loại chống thấm dầu này các bạn có thể đảm bảo được những cái tính năng kỹ thuật mà cao từ những cái yêu cầu, thì chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho các bạn cái loại này. Còn những cái hệ thống điện mà các bạn kết nối để đi cho các động cơ mà để cho những cái máy bơm cứu hỏa đó, thì thông thường thì khách hàng của chúng tôi là những nhà thầu phòng cháy chữa cháy, thì họ lấy cái những cái ống ruột gà lõi thép bọc nhựa này để họ kết nối với động cơ thêm một cái đầu nối, gọi là đầu nối ống mềm kính nước, hay chúng ta gọi là đầu nối ruột gà lõi thép vào bốc vào hộp điện, là loại này. Đây là cái loại thông thường phổ biến nhất của những khách hàng hay chọn cái loại này. Và năm vừa rồi thì chúng tôi cấp cái loại này cho những nhà thầu thi công điện năng lượng mặt trời rất là nhiều, kết nối từ những cái module, từ những cái tấm pin vào trong những cái trạm để chúng ta có thể liên kết trung gian giữa trạm để hòa lưới ha. Là những cái ruột gà này thì nó sẽ bảo vệ để cho những dây cáp AC, DC điều khiển từ xoay chiều hay là một chiều. Có thể các bạn đi cáp lớn hay là nhiều dây cáp nhỏ để kết nối và đi chung với cái ống ruột gà này ở với nhau. Đây là những cái mà chúng tôi chia sẻ với các bạn về những khách hàng đã lắp đặt. Còn đây là những cái thanh chống đa năng kẹp SKI. Thông thường thì những cái trạm điện như tôi nói năng lượng mặt trời, họ cũng có lấy cái những loại này để họ lắp đặt đi cặp bờ tường để giữ cho từng cái hệ thống ruột gà. Ví dụ như bây giờ một cái cây thanh chống đa năng của chúng tôi là 3 mét, thì khách hàng có thể đi một cái hệ thống này. Thông thường đi có những hệ thống đi 3 mét, nhưng mà hầu hết là đi chia ra là 1 mét, 2 mét hoặc là 3 mét, thì cắt ra để chúng ta sẽ lắp đặt từng cái loại ống luồng dây điện này nằm trên đây. Không nhất thiết là khách hàng xài ống ruột gà lõi thép để đi cho cái thanh chống đa năng này, và có những cái ứng dụng khác chẳng hạn như là ống thép luồng dây điện nè, cũng được chúng ta kết nối ứng dụng vào cái kẹp SKI treo thanh chống đa năng với lại ống luồng dây điện này, hay là ống đồng dùng cho ngành HVAC hệ thống lạnh đó, và cái ống thép cứu hỏa các bạn cũng đi trên hệ thống này, hay là ống công nghiệp các bạn cũng có thể sử dụng lắp đặt cái này. Và cách những cái ống mà ống cách nhiệt như ống BBR thì nọ UBBC để đi cho đường cấp dẫn thoát nước thì các bạn cũng có thể sử dụng được cho cái SKI này. Nhưng mà chúng tôi có những cái vị trí và lắp đặt nó sẽ tùy vào vật liệu nha các bạn. Còn tại vì đây là cái vật liệu chúng tôi làm mà kẽm điện phân, nên những cái khu vực nào trong nhà thì chúng tôi thì khuyên dùng các bạn nên dùng là dùng trong nhà thì nó sẽ tốt hơn, thì nó có khả năng là
bảo vệ khi mà trời mưa. Thì các bạn nếu mà đi ngoài trời thì các bạn có thể lắp đặt cho những cái vật liệu như là mạ kẽm chống nóng, gọi là thép mạ kẽm chống nóng, tên tiếng Anh của nó là hot dip galvanized. Còn nếu mà các bạn sử dụng mà chủ đầu tư khắt khe hơn thì các bạn sử dụng cái inox 304. Chúng tôi là có chọn bộ nha, thanh chống đa năng inox 304 kẹp SKI cũng là inox 304. Và nếu các bạn muốn treo nên là ti treo inox 304 luôn nha các bạn. Vì thế có những cái công trình thì các bạn có thể tương ứng và thể lấy được những cái vật liệu nó tương ứng và lắp đặt cho nó cùng một hệ thống cho các bạn có thể đảm bảo an toàn ha. Thật ra thì trong video này tôi chỉ giới thiệu cho các bạn hai cái loại kích thước kẹp SKI này thôi. Thì bên cạnh đó thì SKI này nó có những cái loại to hơn nha các bạn. Từ phi nhỏ nhất là phi 16, 27, 34, 42, 49, 60 là loại này, 76, 90, 114, 168 và 220. Những ống nào mà công trình các bạn có thể sử dụng thì SKI này nó cũng có để đi kèm để giữ chặt cho ống. Tại vì cái kích thước U này U41, nhưng mà nó tất cả các size thì nó chỉ to ra thôi. Còn cái ngàm thì nó vẫn như nhau thôi. Các bạn cũng có trùng chiều rộng là 41 thôi. 41mm nè các bạn thấy không? Đây là cái điểm G của nó nè. Chúng ta chỉ lắp đặt đưa vào trong ha. Vâng, hệ thống này rất là đơn giản. Nên các bạn sẽ lắp đặt bao nhiêu cái đường ống tùy ý theo cái chiều rộng của các bạn ha. Và kết nối bằng tia đen là kết nối bằng cái hệ nào là các bạn muốn thì các bạn có thể ứng dụng từ vị trí. Thì đây là cái loại mà thông dường phổ biến nhất để lắp đặt cho hệ treo. Đây là một vài cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với khách hàng về những sản phẩm tại Nam Quốc Thịnh đang cung cấp. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.